Nhìn vào tên của các nhóm trên Facebook này thì các bạn nghĩ là nhóm nhằm mục đích gì? Trao đổi kiến thức, hỗ trợ học tập. Vâng, nhưng không phải. Mục đích của nó là để phá những lớp học online mà các thầy cô giáo đang đặt rất nhiều các tâm huyết cho các bạn học sinh, sinh viên ở mùa dịch này. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Mr. Phùng với bản tin hóng chủ đề phá hoại lớp học online qua ứng dụng Zoom. Thời gian này xã hội giãn cách, học sinh và giáo viên đang phải tiếp xúc với nhau qua mạng online, học tập và giảng dạy đều phải qua mạng hết. Ứng dụng mà đang được sử dụng phổ biến nhất hiện nay đó là phần mềm Zoom. Giống như video trước thì mình cũng đã có hướng dẫn các bạn cách cài đặt và sử dụng phần mềm Zoom trong học tập. Nhưng lại thực trạng thì đang xuất hiện những cái hiện tượng có các bạn học sinh, sinh viên vào Zoom không phải để học mà để phá hoại bằng cách là những cái sau khi chia sẻ các ID và password cho một nhóm đối tượng nào đấy mà cũng không phải là học sinh của lớp thì mọi người đã vào phá cái người cản trở cái việc giảng dạy của các giáo viên, sự học tập của các bạn học sinh, sinh viên như là việc cô giáo đang dạy thì có bạn bật những cái câu nói mà rất là tục tĩu của Cuốn Hoa Hồng, hoặc có những bạn bật nhạc sàn, DJ chửi tục các kiểu đều có. Hay là việc mọi người đăng nhập vào lớp học, các bạn học sinh sinh viên ấy, đăng nhập lớp học không phải viết bằng cái tên của mình, phải viết bằng cái tên của những tội phạm hay là giang hồ mạng như là Cuốn Hoa Hồng hay là Ngô Bá Khá, Khánh Sử Cai vân vân. Cái điều này đang được diễn ra và nó gây cực kỳ khó chịu cho các thầy cô giáo và cả các bạn học sinh, sinh viên. Việc này ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giảng dạy và học tập, mà cái sự cố này lại mang đến bởi chính các bạn học sinh và sinh viên trong lớp mới là một điều cực kỳ là đáng buồn. Hiện nay thì như các bạn đã thấy, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang rất đau đầu để tìm ra các biện pháp đưa những kiến thức đến cho các bạn học sinh sinh viên ở cái mùa dịch. Như các bạn có thể thấy là theo thông tin thì các bạn học sinh sinh viên ở trên các vùng cao cực kỳ khó khăn trong việc tiếp thu, trong cái việc học tập và giảng dạy qua online này. Họ không wifi, 3G sóng kém. Cũng đã nhiều hình ảnh là các bạn học sinh sinh viên phải có làm cái chòi ở trên cao để bắt wifi để có thể học được trực tuyến. Là một cái điều mà mọi người nhìn thấy rất là cảm động về cái tinh thần học tập của các bạn ấy. Vậy mà lại có thêm những cái trường hợp học thì không chịu học, lại chia sẻ ID và password để cho những đối tượng khác vào phá quấy lớp học. Các bạn lấy những cái đấy làm niềm vui, thực sự là một cái điều cực kỳ đáng là buồn. Rất hy vọng các bạn học sinh sinh viên ý thức được cái việc này. Và nếu các bạn xem được cái video này thì cũng mong các bạn là dừng ngay những cái hành động đó lại. Một khi các bạn mà đã không thích học thì thôi, không đăng nhập vào lớp nữa, hoặc để đấy cũng chẳng ai ý kiến gì. Các bạn có thể vào học hay không thì cũng không ai kiểm soát được các bạn qua online như này. Đừng nên làm ảnh hưởng đến thầy cô và các bạn khác. Trên đây là ý kiến của mình về những cái hành động mà thiếu ý thức mà đang được lên án mấy ngày gần đây. Mọi người mà có ý kiến hoặc góp ý gì cho mình thì có thể comment phía dưới video. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.